Rồi, hôm nay mình đến một cái bài này nha. Nó nằm ở trong cái đề thi thật của bài thi Regents 2016 hay sao á. Poetry 2016. Rồi, đầu tiên cái bài này nó nói cái gì nè. Đầu tiên là có một cái người thợ cần phải gì? Tạo ra một cái perfectly circular necklace, có nghĩa là gì? Một cái vòng tròn, một cái vòng đeo cổ hình tròn mà một là ý là hình tròn mà như perfect thôi. Hình tròn mà không có không, hình tròn mà hoàn toàn tròn, nó nghĩ là giống như vậy nè. Là ông đó sẽ tạo ra một cái vòng đeo cổ giống như thế này. Như đây thì có thể có một cái viên kim cương. Tóm lại là gì? Có một người designer đang muốn tạo ra một cái vòng đeo cổ hình tròn giống y chang luôn, perfect luôn, không có một điểm nào nó bị méo hết trơn, một cái hình tròn luôn. Rồi cái câu tiếp theo là gì? Cái vòng đeo cổ này là có bán kính là 10 cm. Mình phân biệt giữa bán kính với đường kính nha. Bán kính nó khác đường kính. Đây là bán kính đây, bằng 10 cm. Rồi tiếp theo nó hỏi tiếp câu gì? Cái largest number of necklace có nghĩa là gì? Cái số vòng lớn nhất. Số vòng lớn nhất mà designer tạo được. Tạo được từ gì? Có thể được làm bởi 1.000 cm sợi dây. Được bởi 1.000 cm dây. Đó, có nghĩa là sao? À, một cái vòng đeo cổ hình tròn, một hình tròn mà hình tròn tròn vo luôn á, hình tròn luôn, có bán kính là 10 cm. Rồi bây giờ người thợ người ta đang có một cuộn dây dài 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 tổng cộng chiều dài của nó là 1.000 cm. Hỏi số vòng lớn nhất mà cái designer đó tạo được bởi 1.000 cm sợi dây là bao nhiêu? Rồi bây giờ 1.000 cm dây, cái câu này có nghĩa là sao? Có nghĩa là gì? Trong cái số 1.000 sợi dây này nè, bây giờ anh đang vẽ ra một cái sợi dây này, ví dụ như là cái này là 1.000 cm đi. Cái ý tưởng đề bài là sao? Mình chia được cái số lớn nhất của 1.000 này ra, mình chia cho bao nhiêu để dùng cắt chỗ này. Cái dây này, cái khúc này đây, nó sẽ thành một cái, người ta sẽ cuốn lại một cái vòng tròn. Cái khúc này đi, sợi dây này, người ta sẽ cuốn lại một cái vòng tròn. Lấy cái đầu mút này, gắn vô cái đầu mút này, cái đầu mút chỗ này, cuộn cái đầu mút nó lại, cái đầu mút chỗ này, cuộn cái đầu mút nó lại thành một cái hình tròn. Thì số vòng tròn, cái vòng dây chuyền lớn nhất đạt được là bao nhiêu từ 1.000 cm dây này? Đó, khi mà mình muốn tính cái chiều dài của sợi dây này, ở bên hình tròn sẽ có một cái công thức là gì? C sẽ bằng 2 pi nhân cho gì? R. Đó chính là chu vi của dây. Chu vi của dây có nghĩa là sao? Là chiều dài. Ví dụ như là mình từ cái điểm này đi, mình căng cái sợi dây nó dài ra, căng cái sợi dây nó dài ra, nó thành một sợi dây thì nó sẽ có chiều dài là 2 pi nhân r. Đó, thì cái mỗi đoạn này sẽ là 2 pi r, 2 pi r chấm 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 chấm, làm sao cho tới gần 1.000 thì thôi. Bây giờ anh nói là cái khúc này nha, ví dụ như mình có một cái đường tròn đi, mình có một cái đường tròn kiểu này, giống như là cái này là một cái dây chuyền của mình nhỏ nhỏ thôi. Đó, khi mà sao, cái chu vi nó là gì? Chu vi là gì? Chu vi là chu vi đường tròn là tổng cái phần khi mà mình cắt cái chỗ này ra nè, nó sẽ thành nó giống như vậy nè. Đó, nó bị mất một khúc này đúng không? Xong mà mình lại căng tiếp nó ra thành một cái sợi dây. Thì cái này nó chính là chu vi của đường tròn. Có được tính bởi 2 pi nhân r. Đó, khi mà mình cái dao mình kéo mình cắt một cái kịch ra đây, cái xong nó bị hở ra. Cái xong mình dùng hai tay mình căng cái sợi dây nó ra, sẽ được cái thành dưới đây.
Và cái chiều dài của sợi dây này có công thức là 2π nhân cho r. Đó chính là cái mấu chốt của bài toán này. Mà r mình có luôn rồi, r bằng bao nhiêu? Bây giờ anh xóa bớt cái này. R người ta cho mình là bao nhiêu? 10 xăng đúng không? R người ta cho mình là 10 cm. R bằng bao nhiêu? Bằng 10 xăng. Bây giờ giả sử mình làm nhiều nhất là gì? Là n cái đi. N cái nhân cho 2π nhân r là nhân 10. Sẽ bé hơn gì? 1000. Tại vì sao? Ví dụ như em có những cái đoạn dây nè. Cái này là 2π r đi. Cái đoạn dây này cũng là 2π r luôn. Em có chấm chấm n đoạn. Nhưng mà tổng số cái này nó phải gì? Bé hơn hoặc bằng 1000, đúng không? Lớn nhất là chỉ được 1000 thôi. Nhưng mà tại vì có cái chủ số pi này nên nó sẽ không bao giờ bằng 1000 được hết. N sợi. Thì suy ra gì? Tổng cộng chiều dài của cái n sợi nó sẽ là gì? N nhân cho 2π nhân r thôi. Mình có thể đóng ngoặc này cho chắc ăn. Và chúng nó phải gì? Bé hơn hoặc bằng 1000. Đó. Cái mong chốt bài toán nằm ở chỗ này. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo là gì? Mình chỉ cần giải làm những cái bước căn bản là gì? N sẽ bé hơn gì? 1000 chia cho gì? 20π. 20, 10, 20, 20π. Bây giờ mình rút gọn cái này thôi. Suy ra N bé hơn hoặc bằng. Bằng gì đây? Đây. Đây. Có gì? 1000 chia cho 20 b xấp xỉ khoảng bao nhiêu? 15,9 mấy? 9 chấm chấm chấm. Đó. 15,9. Nhưng mà cái số dây, số vòng dây, cái số vòng đeo cổ nó là một cái số gì? Một cái số nguyên. Như vậy thì có lấy được 15,9 không? Chắc chắn là không rồi, mình phải lùi xuống một cái. Thì nó sẽ là N bằng 15, nó sẽ là maximum. Còn nếu mà giả sử như kết quả nó là gì? N bé hơn hoặc bằng gì? 16,1 gì đó. Thì cái số lớn nhất của nó sẽ là số 16. Nhưng mà cái này là vì 15,9. Thì cái số mà gần nhất với 15,9 là số nguyên á. Mình không được nhích lên nha. Nhích lên là sai nha. Phải lùi xuống một tí xíu. Là gì? Nó là N 15. Thì ông này sẽ tạo được 15 cái vòng dây. 15 cái sợi dây chuyền. Có bán kính là 10 cm. Từ 1000 cm. Cái sợi dây wire ban đầu. Đó, thì đáp án của chính là câu số gì? 15. Là câu đáp án số 1 trong đây. Đó. Thì hy vọng qua cái bài này thì mình nắm được gì? Thứ nhất, cái chu vi của cái hình tròn, vòng tròn, đường tròn thực chất là gì? Mình cắt đường tròn tại một điểm chỗ này. Mình cắt đường tròn tại một điểm chỗ này. Xong nó sẽ bị hở ra tí xíu. Xong mình cầm cái tay mình giật hai cái đầu mút nó dài ra. Nó sẽ trở thành một cái đường thẳng. Thì cái chu vi đường tròn nó là gì? Nó sẽ là cái độ dài của cái đường thẳng đó. Sau khi được kéo căng ra, mình biết được cái mấu chốt đó thì mình sẽ làm được cái bài toán ngày hôm nay.